tiên thì em thấy khóa học này rất là hữu ích. Đang xem giữa việc học kiến thức thì em được trải nghiệm rất là nhiều hoạt động. Ngoài việc học tiếng Anh ở trên trường thì em có cơ hội tham gia các hoạt động quảng cáo bên ngoài, như ví dụ như đi vườn cánh tre hay là trồng cây xanh. Thì em thấy khóa học này rất là hữu ích và em hoàn toàn là hài lòng về những gì kỳ vọng em đã đặt ra. Theo em, khóa học VGF ở tại trường Đại học Tân Tạo đã giúp cho em có một môi trường học tập tốt cũng như trải nghiệm mới mẻ mà em chưa bao giờ được trải nghiệm, giống như là hoạt động nhóm với các bạn hay kỹ năng thuyết trình đứng lên tự nói với mọi người ở dưới hay là cầm những món quà trao đến tận tay các em nhỏ khuyết tật. Em thấy cái hoạt động ở trường cũng như học tập rất là bổ ích. Sau 6 tuần thì em học được rất nhiều thứ. Đầu tiên là em có cơ hội được ôn lại nền tảng tiếng Anh ở trên lớp. Ngoài ra thì em có cơ hội được tham gia trải nghiệm các hoạt động ở bên ngoài. Thì những hoạt động đó giúp em phát triển khả năng giao tiếp của mình, làm việc nhóm với bạn trong lớp, với lại là tổ chức một vài hoạt động nhỏ. Qua 6 tuần học UNIDEP, em cảm thấy em học được những điều mới mẻ ở trường, như là kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của em được cải thiện hơn. Và bên cạnh đó em được như là trải nghiệm hợp tác với các bạn làm việc nhóm và gặp các giảng viên thì cô ở nước ngoài về, em cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc.